Các bạn chú ý là cái đường chỉ tay mà có cái hình thang như thế này, hay còn gọi là đường chỉ tay thuyền bát nhã, hay còn gọi là chỉ tay thỏi vàng, thì đúng như cái tên của nó, cái đường chỉ tay này khẳng định người có là một người giàu có, sung túc và biết cách phát triển bản thân. Tuổi trẻ thì người này sẽ gặp nhiều vất vả, dễ bị lừa đảo về tiền bạc. Tuy nhiên đến trung vận thì nó phát huy tác dụng là mang lại tài lộc cực lớn, vàng bạc thịnh vượng về cho bản thân với người sở hữu. Đặc biệt là người có chỉ tay này thì có duyên với Phật Pháp, có duyên với người âm và hiểu rất rõ về mặt nhân quả. Chính vì vậy mà những người này thông thường được người âm phù trợ rất là nhiều và có nhiều quý nhân phù trợ, cứ hết tiền là lại có.